các bé biết không, bây giờ chúng ta đang ở thành phố Hà Nội, một thành phố rất là yên bình, và các bạn nhỏ khác ở khắp mọi vùng miền đất nước cũng đang được sống trong khung cảnh rất là thanh bình, đúng không nào? Nhưng mà ở ngoài đảo xa thì những chú lính hải quân của chúng ta ngày đêm phải canh giữ biển trời của Tổ quốc, và nhiệm vụ của những chú lính hải quân rất cao cả là bảo vệ bình yên cho chúng ta. Chính vì vậy, chúng ta hãy luôn hướng về những chú lính hải quân để tiếp thêm sức mạnh cho các chú hoàn thành sứ mệnh cao cả đó nhé. Và đó cũng chính là tình cảm của bạn Lê Huỳnh Bảo Ngọc gửi đến những chú lính hải quân qua bài hát Cháu hát về đảo xa. Vì con đã có một tiết mục rất là dễ thương. Thế con có biết mã số của mình là số mấy không? Dạ thưa cô là 04. Ồ, chính xác luôn. Để bình chọn cho hoa cười nhí Bảo Ngọc, bạn hãy soạn tin nhắn 04 rồi gửi về tổng đài 8569. Tổng đài của chương trình đã chính thức mở từ bây giờ và kết thúc vào 10 giờ sáng thứ năm tuần kế tiếp. Hai khán giả may mắn sẽ nhận được một phần quà của chương trình trị giá 5 triệu đồng. Cũng đừng quên gửi các video của mình để có cơ hội xuất hiện trong vòng live show của chương trình. Đừng bỏ lỡ cơ hội để thể hiện tài năng các bạn nhỏ nhé. Con miêu tả thua đội con em ạ. Dạ thưa cô là chú bộ đội mình phải hát cho chuẩn chung bộ đội em ạ. Hát hay này, diễn tốt này, đáng yêu này. Cô biết là con có hồi nhỏ con có hát hay bằng cô Thanh Lam không? Nhưng mà chắc chắn
là con múa hay hơn cô Thanh Lam. Mặc dù là con múa rất là đẹp này, múa đẹp hơn cô Thanh Lam này, nhưng mà có một điều cô nhắc con lần sau con hát ý, con chú ý là phải hát rõ lời để cho khán giả họ hiểu hơn được bài hát và cảm xúc của mình muốn dâng tặng cho khán giả. Con nhớ không? Cái chỗ mà nó cao lên vậy thì cái chỗ thấp xuống thì nó bị không rõ lời. Tôi thử hát lại câu đấy mà thật rõ lời xem nào. Nơi biên cương, nơi hải đảo xa xôi, chú bộ đội ngày đêm giữ yên đất trời. Cái quan trọng nhất là tiết mục của con, các bạn mà phụ họa cho con ấy nhìn đáng yêu lắm. Các bạn đấy mới là các bạn quách. Có bạn thì bỏ đội hình, các bạn thì cấu mông bạn đằng trước, rồi thì cứ vẩy 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 xem là khói đó là cái gì, đúng không? Thì lúc đó nếu như con là đại đội trưởng, con sẽ nhắc nhở các bạn thế nào về đội hình đội ngũ? Phải nói nhỏ với, nói nhỏ nhẹ với mấy em, tại mấy em còn nhỏ. Đây, bạn nhỏ đây. Bạn nhỏ không tập trung, bạn nhỏ vẽ này. Em ơi, đừng có quậy. Em quậy quá à, trời. Em xuân bắt thôi, em đừng có quậy. Miếng đi chị cho kẹo. Kẹo đâu? Kẹo chị lấy ở đâu ra đấy? Dạ chị mua. Chị lấy tiền đâu mà chị mua? Chị được giải thưởng đồ rồi mí. Tất cả mọi hành động con rất là chuyên nghiệp. Con chính là ngôi sao của đêm nay.